Chợ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh trước đây là một ngôi chợ chủ yếu bán hải sản do người dân đánh bắt được ở biển chuyển về. Hơn 20 ngày nay, do việc cá tôm chết hàng loạt nên hải sản đánh bắt được không bao nhiêu, hoặc có đánh bắt được đem đến chợ cũng không ai dám mua vì sợ nhiễm độc. Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2016, phóng viên SBTN có mặt ở chợ Đông Yên từ sáng sớm. Ghi nhận có khoảng 30 tiểu thương nhưng hầu hết các sạp hàng đều sơ sát, không còn ai bán cá biển. Thậm chí có tiểu thương phải chuyển qua bán cá nước ngọt và cá đồng cho những người thích ăn cá. Một tiểu thương sáng nay đem mớ cá đục và vài con ghẹ đến chợ để bán, nhưng cũng đành đem về vì người nào đi qua cũng lắc đầu không mua. Bây giờ biển đang còn lấy chi mát, biển lấy chi mát. Tôi thấy có mấy gia đình đây không kiếm được một hào, mua ra một nghìn thôi nhá, chứ không phải là 2.000. Tôi bảo thế này mà sống khoảng 10 ngày nữa không có tiền ăn thì làm sao sống được đó. Thì nó cũng qua đi, ăn nhăn nó qua qua đi. Dân đây là nhà quá khổ á. Người dân nói rằng mấy hôm trước xem TV có ông cán bộ phát biểu sẽ giúp đỡ người dân chịu thiệt hại vì cá chết, nhưng đến giờ vẫn không thấy gì. Bữa trước có qua cái ông nói trong TV là đen bù chu. Chú dân đây, nghe nghiệp chú dân đây, hỏi cái đòi hỏi dân đây hỏi tiền, cái tiền đền bù chú dân đây, ai ăn, đi đâu? Rồi thì các bác là phải làm bảo là phải làm hỏi ra để chú dân sống ạ. Bức xúc nhất là có cái số ra, mà làm hâm ạ, như cái bữa đó có đứa cháu của tôi họ làm trên, làm trong nghề nghiệp đó, làm kỹ sư trên ạ, là về là cháu bảo là gì nhỉ, rằng mà lại ta là không có ở Việt Nam ta. Nói chung mà tỉnh nhà tỉnh nói riêng mà huyện Kỳ Anh mà sao lại không có một lên tiếng mà nói, chứ đường là cứ tính mà đường hầm dưới mà không ai là lên tiếng là nói tính hầm thải đường hầm ngâm dưới đường ngâm không tin các bạc về đó lên đó mà coi. Khi hỏi người dân tại đây về phát biểu của ông Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại nhà máy thép Formosa về việc chọn cá tôm hay chọn nhà máy thép, thì hầu hết người dân đều chọn cá tôm và môi trường biển. Người ta thấy chết hoang mang quá từ đây ra tận Huế rồi, chứ không phải gì đâu. Không phải nói với cả chỗ tôi được việc thôi. Ăn cá thôi, nói cho được việc thôi, chứ đang có ăn đâu. Dạ. Mà bao giờ người ta cũng chọn là chọn biển, chứ không có chọn sắc thép. Tôi thì ở tận là buôn mê lên đây, chứ không phải là ở đây. Mà tôi thấy chân thang nói rất nhiều. Dạ. Mà tôi ở đây nghĩ là ở thêm 2 ngày nữa là người ta chết. Cá cứ đi đấy. Nếu mà không cần thì nhớ cả mà sống mong tròn cả thì dù này đi này cho nên sạch thiệt thì rửa là coi như là dân nó chết thiệt thì chết coi như là mới nhiều nữa. Dân mà cứ thêm độ 10 ngày nữa là chết, không ai làm ra được một hào. Người ta sinh sống đôi cha ông đến dưới thì cứ tròn cả cho rồi thì dưới tròn sạch thiệt thì rửa thì dân chết thiệt thì coi như là sống với ai nè. Ngày 28 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà có buổi làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa, Hà Tĩnh. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hà nói, các bộ ngành cơ quan mặc dù có sự nỗ lực, nhưng việc điều phối, triển khai sự cố, thảm họa lớn thế này là chưa có kinh nghiệm, lúng túng, việc xử lý còn chậm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Với tư cách là Bộ trưởng, tôi xin nhận khuyết điểm trước sự việc này. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Tĩnh, Việt Nam.